Nhận định dự đoán trận Man City và MU, 23 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3, trận chiến sống còn, cả Man City và MU đều cần 3 điểm trong trận cầu tâm điểm vòng 28 ngoại hạng Anh, bởi vậy cuộc đọ sức trên sân Etihad hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt. Căng thẳng tột độ, sau trận thua sốc 2 đến 3 trước Tottenham ngay trên sân nhà, Man City đã trở lại bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước Everton ở ngoại hạng Anh và Peterborough tại FA Cup. Đội bóng của Pep Guardiola vẫn duy trì sự ổn định rất lớn. Theo đó, họ thắng 14 trong 16 trận gần nhất trên mọi mặt trận. Những kết quả ấn tượng giúp Man Xanh dẫn đầu ở ngoại hạng Anh vào tứ kết FA Cup và đặt một chân vào tứ kết Champions League tháng 5, không trước Sporting Lisbon ở lượt đi vòng 1 phần 8. Vào lúc 23 giờ 30 phút đêm nay, giờ Việt Nam, Man City sẽ có trận tiếp MU trên sân nhà trong trận cầu tâm điểm vòng 28 ngoại hạng Anh. Để chuẩn bị cho derby thành Manchester, huấn luyện viên Pep Guardiola đã để rất nhiều trụ cột nghỉ ngơi trong trận đấu ở FA Cup hồi giữa tuần. Theo đó, Rodri, Raheem Sterling và Kevin De Bruyne đều đang có thể trạng tốt nhất và sẵn sàng tỏa sáng trước MU. Với lực lượng hoàn toàn sung sức, phong độ ổn định và lợi thế sân nhà, Man City tất nhiên được đánh giá cao hơn. Ở vòng đấu này, Liverpool đã xuất sắc đánh bại West Ham với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Như vậy là Man City chỉ còn hơn đối thủ có 3 điểm trên bảng xếp hạng, hai đội hiện đá cùng số trận. Mất điểm trận này, Man City khả năng cao sẽ bị Liverpool đuổi kịp và rất dễ dẫn đến những cú sẩy chân tiếp theo do hệ lụy tinh thần. Áp lực cực lớn từ đội bóng thành phố Cảng buộc đội chủ sân ETH phải bằng mọi cách đánh bại đội bóng cùng thành phố. Man City vừa nhận tin buồn khi trung vệ trụ cột Robin Diaz nghỉ thi đấu tới 2 tháng, nhưng trong tay Pep Guardiola vẫn còn đó Johnstone và Emerick Laporte. Man Xanh đang có phong độ tốt trên sân nhà. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất khi được chơi trên sân Etihad. Với việc thắng 5, không trước Sporting Lisbon, thì trận lượt về giữa tuần tới chỉ còn mang tính thủ tục. Tấm vé tứ kết Champions League đã nằm chắc trong tay Man City. Do đó, Pep có thể toàn tâm toàn ý cho trận derby này. Bên kia chiến tuyến, MU đang có chuỗi 8 trận bất bại ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Thành tích này không được giới chuyên môn đánh giá cao bởi có tới một nửa trong số đó là những kết quả hòa trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn như Aston Villa, Burnley, Southampton và Watford. Trong trận đấu gần nhất, MU được chơi trên sân nhà nhưng lại bị Watford cầm chân với tỷ số hòa 0-0. Dù Ralf Rangnick đã mang đến những dấu hiệu tích cực sau khi lên thay thế cho Ole Gunnar Solskjaer, song những gì mà ông thể hiện vẫn chưa thực sự thuyết phục các cổ động viên MU. Phát biểu trước trận đấu. Nhà cầm quân người Đức thừa nhận khả năng tận dụng cơ hội đang là vấn đề lớn của MU. Ông nói, MU đã tạo ra nhiều cơ hội trong các trận đấu gần đây, nhưng tận dụng không tốt. Nếu muốn giành điểm trước Man City, chúng tôi buộc phải thay đổi điều đó. Chúng tôi sẽ cố gắng không để họ có quá nhiều cơ hội và cố gắng chuyển hóa những cơ hội thành những bàn thắng, chỉ có như thế mới giúp chúng tôi giành một kết quả tốt. Những kết quả không quá tốt gần đây khiến MU đang gặp khó trong cuộc đua vào top 4. Họ hiện đang xếp thứ tư nhưng chỉ hơn đội xếp thứ sáu là Arsenal khoảng cách có 2 điểm. Đặc biệt, Man Đỏ thi đấu nhiều hơn pháo thủ tới 3 trận. Ở vòng đấu này, Quỷ Đỏ làm khách trên sân của Man City trong khi đó Arsenal chỉ phải gặp đội xếp thứ 19 Watford. Nếu đội chủ sân Old Trafford không giành một kết quả tốt, họ hoàn toàn có thể bị đại diện của thành London lấy mất vị trí thứ tư ngay sau vòng 28. Ronaldo và các đồng đội chắc chắn không muốn điều đó xảy ra bởi họ hiểu rằng với 3 trận chưa đá Arsenal sẽ chiếm nhiều lợi thế như thế nào trong cuộc đua vào top 4. Ở trận lượt đi, MU thua không, hai trên sân Old Trafford, song những thống kê cho thấy gần đây Man đỏ chơi tại Etihad tốt hơn trên sân nhà. Bằng chứng là trong hai lần làm khách gần nhất họ đều giành chiến thắng. Trong 6 lần đụng độ gần nhất, MU cũng chiếm ưu thế với 3 chiến thắng. Trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, MU thường có xu hướng kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội nhưng làm khách trên sân ETH nhiều khả năng quỷ đỏ sẽ chơi phòng ngự phản công. Họ chủ động nhưng thế trận cho đối thủ và chờ đợi những cơ hội từ những tình huống phản công nhanh. Nhận định Man City với MU nghiêng một chút về phía đội chủ nhà, nhưng nếu đội khách tận dụng tốt những cơ hội, họ hoàn toàn có thể giành điểm khi rời ETH. Nhận định tỷ lệ châu Á Man City với MU Tỷ lệ trận Man City với MU được ấn định ở mức 1.25 nghiêng về phía đội chủ nhà. Khi mà Man xanh thắng 2, không ngay tại Old Trafford ở trận lượt đi thì tỷ lệ trên không khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, MU chơi rất tốt mỗi khi làm khách trên sân Etihad. Bởi vậy khả năng để đội bóng của Pep Guardiola giành một chiến thắng cách biệt là không hề dễ dàng. Thống kê cho thấy, 7 trận derby Manchester gần nhất tại Etihad, đội chủ nhà Man City chỉ giành vòn vẹn một chiến thắng, còn lại nhận tới 5 thất bại và có thêm một trận hòa. Chưa kể, Điểm rơi phong độ hiện tại của The Citizen cũng không thực sự tốt, khi đội bóng này để thua kèo châu Á 3 trận liên tiếp gần đây và điều tương tự có thể lặp lại trước MU. Dự đoán tỷ số 1 đến 1. Với MU, trận đấu gặp Man City cũng đóng vai trò quyết định trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Quỷ đỏ đang đứng thứ tư với 47 điểm, hơn Arsenal 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 3 trận. Nếu tiếp tục sẩy chân, MU sẽ bị hất văng khỏi top 4 sự vắng mặt của Ronaldo có thể mang tới nhiều tín hiệu tích cực cho MU. Phong độ của CR7 đang chạm đáy khi chỉ có 2 bàn trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Lần cuối Ronaldo ghi bàn tại Premier League là vào tháng 2 trong chiến thắng 2, không của MU trước Brighton. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.